Xin chào tất cả các bạn và các anh chị nhé. Hùng đang ở cầu Saripok của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, đang nằm giữa cầu Saripok của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông này các bạn này. Đấy, thì hiện tại là mình đang đi qua tỉnh Đắk Nông có công việc, do say xe nên là mình không có đi xe ô tô được, nên là chấp nhận thương đau là đi xe bằng xe gắn máy. Bây giờ mình sẽ lật lại cho các bạn coi một cái vài cái hình ảnh của cầu Saripok nhé. Đây là toàn cảnh của cái con cầu Saripok, bên kia là Đắk Lắk này các bạn này. Đấy, mình ở Đắk, còn bên kia là Đắk Nông, thì mình đang trên đường đi Đắk Nông thế này. Đây là bên cạnh xung quanh này, sông hồ này. Đây dưới này vẫn có nhà người dân ở đấy nhá các bạn nhá. Thế bây giờ mình sẽ hành trình đi sang tỉnh Đắk Nông để mình xử lý công việc cho một cái làng các bạn ạ. Cái làng này thì bị một cô gái vào lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng tài sản cô này lừa cũng vài tỷ đấy. Mà cái làng này thì người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc vào, thì có gọi điện cầu cứu đến Hùng ấy. Thì nên là Hùng sẽ trực tiếp Hùng đi đến tận nơi xử lý. Nhưng mà do về vấn đề kinh phí của mọi người là không có tiền cho Hùng về kinh phí xăng xe, nên là Hùng quyết định là Hùng đi bằng xe máy, đi hết khoảng tầm gần 200 cây ấy mọi người. Tại vì đi qua đến điểm thì khoảng 100 cây, nhưng mà đi về tận làng tận xã quanh co khoảng gần 200 cây thôi. Đấy, thì bây giờ mình đang trên đường đi. Mọi người tiếp tục theo dõi cái hành trình nhá. Khi nào về thì mình sẽ cắt ghép đi video này để mình gửi cho toàn bộ các cái hành trình của mình cho các bạn coi. Và bây giờ thì mình xin phép dừng video ở đây. Vì đi thế này thì nó rất là không an toàn, kể cả là nguy hiểm đến tính mạng, nên là mình sẽ xin phép dừng xe này. Mình dừng xe và mình sẽ tắt cái video đi. Đấy, tắt video nhé các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá. Bây giờ mình đến một cái đoạn đường rất là đẹp. Bây giờ là mình sẽ vừa chạy xe vừa review cái đoạn này cho các bạn. Núi non này các bạn này. Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, là một trong những nơi mà đáng sống nhất ở Việt Nam. Thực sự là đến thời điểm này bây giờ. Đây là con cầu các bạn thấy không? Đây là cầu Đắk Sô 2. Đấy các bạn thấy không nào? Cầu Đắk Sô 2. Mình đang trên đường xuống một cái huyện các bạn coi nhá. Bây giờ mình đến cổng chào của huyện này. Đây là sông nước này các bạn. Đấy, sông nước, nước non hữu tình không? Đấy. Đây các bạn thấy không, cái bảng ở phía trước kìa. Dần dần mình tới gần cái bảng rồi thế nào. Đấy, đây chính là cái bảng của huyện Krông Nô. Welcome to Krông Nô District. Các bạn thấy không? Huyện Krông Nô xin kính chào các bạn. District là huyện đấy các bạn, District. Còn Province là tỉnh đấy. Đấy, ngày xưa học tiếng Anh tốt lắm. Thế thì các bạn thấy này, ở Krông Nô, đây là mình bắt đầu vào cái địa phận của Krông Nô. Một trong những cái huyện được đánh giá là cũng đang còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và đặc biệt là ở huyện này có rất là nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó bao gồm các cái đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Bắc về. Thì trong cái quá trình mà sinh sống đó thì người đồng bào ở đây họ tiếp cận được rất là nhiều nền văn minh rồi. Tuy nhiên có những nền văn minh mang tính chất công nghệ. Tưởng xe hư giúp, không phải. Có rất là nhiều nền văn minh mang tính chất công nghệ, lừa đảo công nghệ cao. Ví dụ như là chuyện đa cấp thì người dân họ không thể nào mà biết được, đúng không các bạn? Ví dụ như họ bị lừa để đầu tư đa cấp, họ chỉ biết là tôi đầu tư từng đó và số lãi từng đó thì họ cứ tưởng là thật. Nhưng không ngờ khi mà bỏ tiền vào thì họ bị người ta lừa mất. Thì những người mà làm cái công việc mà lừa đảo đó mình không đồng tình. Mình mà biết được ai ấy, là mình cho mấy đứa em của mình ấy, đánh chết luôn, mình nói thẳng luôn. À đây, mình vừa mình đổ xăng ở cái Đông Nô chứ không hết xăng rồi. Em ơi, chị ơi, đổ xăng các bạn ạ. Để xem là xe không biết đổ được bao nhiêu. Đây, quang cảnh ở Đông Nô. Đây xuống dưới huyện còn xa không chị? 12 cây nữa hả? Đi sáng giờ luôn. Chị nhắn đổ đầy cho em đi. Chắc khoảng đâu đấy 50 là đầy. Vẫn còn, đổ trước sợ xuống kia không có chỗ đổ xăng. Thiếu gì à? Thiếu gì à? Đổ trước kìa. Cái xăng này của nhà chị hả? Cái xăng này trước mở hết nhiều tiền không? Ui, chết. Đổ vào mấy chục rồi? 32.000 à? Ô, sao chưa gì đầy thế này rồi? Ra mất là mấy nghìn rồi các bạn ạ. Xăng ra này, ra mất mấy nghìn. Cái gì mà cậy nhìn đó? Ra mất mấy nghìn thật. 32.000 đúng không? Đây. Đây
Đây là xã gì, mới vào đầu đây là xã gì chị? Xã Đắc Xô. Đây là Đắc Xô hả? Em đi Đắc gì? Đắc Mâm à? Không phải, cái gì nhỉ? Qua cái Đông Nô phải mười mấy cây nữa cơ. Thì mới chắc là 5 đĩa rồi. 5 nung. Có 2-30 cây, 8.000. 8.000 đúng không? À. Xa thế nhỉ, đi kiểu mà rùa bò này thì chết rồi. Đấy các bạn, đấy đổ xăng chút xíu rồi mình đi tiếp các bạn nhá. Đấy, đang đổ xăng kìa các bạn, thấy núi non không anh chị, thấy không? Đấy, đây đây các bạn thấy đẹp không? Đắk Lắk là cái nơi có đáng sống không các bạn? Đây là có cái điểm gì đây? Cảnh quan đồng lúa ven núi lửa này các bạn thấy không? Đó. Mình sẽ zoom cái bảng này cho các bạn coi này. À, đi vào trong này là có cái cảnh quan gì này. Yeah. Đấy. Là điểm N gì đây? Cảnh quan đồng lúa ven núi lửa. Trung tâm thông tin Drei Sáp. À đây, đi xuống Drei Sáp. Thì Drei Sáp là một trong những cái thác, một trong 9 cái thác đẹp gần như nhất ở tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk đấy các bạn. Rồi mình đi tiếp nhá. Đấy, các bạn thấy không, đây là nơi rất là đáng sống, tuyệt vời, không khí mát mẻ trong lành. Các bạn cứ hình dung là gió mà nó ru, nó thổi vào người ấy, sướng lắm các bạn ạ. Đây công thác ở đây sắp thác Gia Long ở trong này các bạn. Đó, thấy không, các bạn thấy chưa, đây là trong thác này. Mai mốt có cơ hội mình sẽ vào trong cái thác này, mình quay cho các bạn coi. Rồi mình đi tiếp nha. Nhà may may mắn kìa, có nhà may mắn đó. Thế mình cũng nói vừa đi vừa nói chuyện cho các bạn nghe này. Để cuộc sống của con người ấy thì nó ngắn lắm các bạn. Ngày hôm qua mình có nói chuyện với một bà chị, bà ấy nói chung là cũng đang trong cái giai đoạn tuyệt vọng, bị nhiều người áp bức. Mình có bảo là chị đừng có lo, bởi vì là chúng ta đang sống để chờ ngày chết thôi. Sống làm sao cho nó đáng sống. Đấy, đang qua 11 km. Sống cho nó đáng sống. Chứ còn sống mà cứ thế này thế kia thì đừng có sống làm gì các bạn ạ. Có phải là chúng ta đang sống để chờ ngày chết không các bạn? Cứ qua một ngày là chúng ta chết thêm một ngày. Quan trọng là ai mà sống lâu hơn. Chúng ta đang cố gắng gìn giữ tuổi xuân. Nhưng theo Hùng nghĩ là chúng ta sống làm sao cho nó đáng sống thôi. Đáng sống giống như là ai thích sống thế nào thì mình cứ sống như thế. Đó, câu nệ này nọ, lễ tiết này kia, nó phức tạp lắm các bạn. Thì video ở đoạn này, đoạn đường này thì cũng chẳng có gì đẹp nữa rồi. Đây là dân cư thôi, cảnh thường ngày. Mình sẽ đi kiếm một chỗ nào đó cho các bạn chưa bao giờ thấy cà phê. Mình quay cây cà phê đấy cho các bạn. Rồi mình sẽ dừng cái video này ở cái đoạn cà phê đấy. Bây giờ hồi nãy có cà phê mà mình lại đi qua mất rồi. Cầm nãy giờ là mỏi tay lắm rồi các bạn. Đấy, đây hôm nay làm gì ở đông thế này này. À, họ chia thịt bò các bạn ơi. Họ có chia thịt bò. Đấy, các bạn thấy không? Này, đây đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chắc hôm nào phải sắm cái camera hành trình các bạn ạ. Dạo này tiền bạc lủng củng lắm, chứ không là có đi sắm cái camera hành trình thật. Đây Đắk Song 1 này, có cái camera thì gắn ở mũ rồi đi theo nói chuyện thoải mái luôn. Nhưng như thế này thì mỏi tay thôi rồi, mỏi tay. Ui ôi sốc các bạn ạ, ui ôi xe nguy hiểm quá. Bắt đầu nghe mùi cà phê rồi. Mùa này là mùa hái cà phê các bạn ạ. Nhà mình là đang hái cà phê đấy. Để hôm nào mình sẽ về nhà để mình đưa các bạn xuống rẫy của mình coi. Rẫy của mình coi xem là cà phê. Đấy, hôm nào về nhà, về thăm nhà một chuyến. Mấy tháng rồi không về thăm nhà rồi. Nhà là nhà bố mẹ của Hùng ấy. Ở trên này với vợ con, vì giờ hai vợ chồng ở riêng mà. Đấy, hai vợ chồng ở riêng trên phố. Nhà cũng đi thuê đi mướn thôi, nhưng mà ở riêng vẫn thoải mái. Còn ở dưới kia thì bố mẹ tự ở. Đây là cây điều này các bạn. Đây là vườn điều các bạn nhé. À, trong kia có cà phê kìa, nhá, đưa vào cà phê. Rồi, đi một tí nữa là cà phê rồi.
Ơi, bây giờ mỏi tay quá rồi các bạn ơi. Để mình dừng lại mình tắt video. Lúc nào có cà phê mình quay các bạn ạ. Trong này là tiêu này. Đấy, đây là tiêu các bạn. Tiêu với chuối các bạn biết rồi đúng không? Rồi, mình tắt nhá. Xin chào mọi người nhá. Bây giờ là mình đang ở cổng chào đây các bạn này. Bây giờ là trên đường về. Mình dừng ở lại đây để quay cho các bạn. Sáng nay đi sớm còn bây giờ 5 giờ chiều rồi, 5 giờ tối rồi các bạn thấy không? Hôm nay một ngày bận bịu luôn đấy các bạn. Một ngày rất là bận bịu luôn. Bây giờ mình sẽ đổ xe mình về cho các bạn coi đồi bên kia nhá. Rồi bắt đầu này. Vẫn là cái cầu sáng nay đúng không các bạn? Đấy, bây giờ là tối rồi các bạn thấy không? Sáng nay đi là còn trời sáng nắng. Bây giờ là trời tối rồi. Mất một ngày các bạn ạ. Đi xuống gặp tổng là 10 hộ dân. Vừa vay FE, vừa bị FE nó khủng bố, vừa bị cái bọn mà đa cấp nó lừa. Nó lừa mỗi nhà 40-50 triệu các bạn, có nhà 120 triệu trong khi về đến nhà người ta nghèo rớt mùng tơi, không có một cái gì hết luôn. Đấy, tôi không hiểu là những cái người mà họ làm đa cấp ấy, họ lừa người dân như này thì họ có ăn nổi cơm không? Trong khi tôi được người ta nói là cái con bé đó là bây giờ là nó đang đi xe hơi. Thấy không? Nó đang đi xe hơi các bạn ạ. Bây giờ tôi đang liên lạc con bé đó, tôi nói chuyện lại. Nếu mà không có khắc phục cái sự cố này, hậu quả này thì tôi sẽ cho nó lên lên công an, cho nó vào nhà ăn cơm tù, cho nó biết là một ngày tù bằng ngày ngàn ngày xuân ở ngoài nhá. Còn bây giờ là mình qua đây mình quay cho các bạn coi video ở cái đoạn này. Các bạn thấy này, đi này cực lắm các bạn ơi. Chạy sáng giờ trời thì mưa các bạn này, mưa gió, vừa đi vừa đội áo mưa, cực kỳ vất vả. 10 hộ dân này đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, chữ nghĩa đều không biết các bạn ạ. Có một điều lạ là chữ không biết nhưng mà FE vẫn cho vay được, mình không hiểu vì sao. Đây là một điều lạ. Cái thằng FE này nó hay thật đấy, đi xuống làm cái hợp đồng người ta có biết chữ đâu, chả chữ nghĩa gì. Dân họ ký thì họ ký rồi bắt họ cái con bé đó lấy một cái chữ ký viết họ tên xong rồi bắt người ta cầm bút xong rồi bắt trước, người ta cứ cầm người ta tô bắt trước theo cái chữ ký đó. Thật là tội nghiệp. Thật ra cuộc đời bây giờ mình không hiểu là người ta cứ kiếm tiền bằng mọi cách để làm cái gì, rồi người ta lừa đảo để vào đa cấp. Đi vào chưa được nửa tháng nữa là bọn nó trốn lên luôn các bạn. Mấy chục triệu người ta đi vay, đi mượn vay FE về để là cái con đấy là nó bắt người ta đi vay FE để đầu tư. Rồi có vài người thì kêu đi vay tiền nóng tiền nguội bỏ vào, hứa hẹn đủ điều, cuối cùng giờ nó trốn các bạn. Nó trốn sang Gia Lai các bạn ơi. Công viên của mình là trốn sang Gia Lai, xuống nhà rồi nó không có gặp được nó. Nghe nói là nó lừa nhiều lắm, vừa rồi lừa về mua xe hơi xe hùng các kiểu ra điều luôn. Đoạn này thì gặp hùng là nó mệt rồi. Đấy, đây là đoạn lên dốc này các bạn này. Cái cảnh ở đây đẹp không? Non nước hữu tình luôn. Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Cái bài hát này bài gì mình quên rồi, ngày xưa mình nghe một lần này, một hai lần. Đấy, các bạn thấy không? Con đường mình đang đi rất vất vả. Đấy. Nhưng vất vả đến mấy mình cũng phải đi. Đi vì mọi người, đi vì cái lý tưởng của mình. Mình không thể chịu được các bạn ạ. Nghe đến bị lừa là mình phi xuống để mình coi. Tuần hôm nay mưa gió. Đấy thì mình sẽ dừng video ở đây. Đến đoạn nào hay thì mình sẽ quay cho các bạn coi. Đấy, cái đoạn này này, đoạn này rất là đẹp. Mình dừng ở đây mình quay cho các bạn coi vài cảnh. Giờ thì trên đường về thôi, chả làm gì cả, nên là thôi dừng lại làm đôi ba tấm hình đúng không? Quá đẹp các bạn thấy không? Đấy, đẹp không? Cái bạn mây trời đẹp không? Mình zoom cho to này. Đó. Đó, thấy không các bạn, thấy không? Sông này. Sông ở ngay trước mắt. Đấy. Cảnh trời bao la. Ước gì thế gian toàn là điều tốt, mọi người sống với nhau chan hòa. Thôi mình dừng video đây.